Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản phát động cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm đã đăng phát sóng trên các loại hình báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh và truyền hình trong cả nước, được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023. Ban tổ chức không nhận tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí khác. Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải trong các năm 2023, 2024 và 2025 vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải thưởng sẽ được trao cho các loại hình báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh và truyền hình. Giải thưởng trong năm 2023, 2024 và 2025 có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Giải thưởng cho giai đoạn 2022-2025 có 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự kiến Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2% một năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lệ phí làm căn cước công dân gắn chip sẽ tăng gấp đôi mức hiện hành. Việc thu phí sẽ thực hiện theo thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính. Cụ thể, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân, 15.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Từ ngày 1 tháng 7 là 30.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được. Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ. Khi công dân có yêu cầu, 25.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Từ ngày 1 tháng 7 là 50.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam, 35.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Từ ngày 1 tháng 7 là 70.000 đồng một thẻ căn cước công dân.